Họ lực Nga mạnh khủng khiếp tại Bakhmut. Nga bất ngờ cảnh báo ớn lạnh về nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ bất ngờ về sức mạnh của quân đội Ukraine. Nga tổng duyệt chương trình duyệt binh mừng ngày chiến thắng. Vương Phi kết thị sát trước lễ đăng quang của vua Anh. Kính chào quý vị đã đến với tin tức thế giới trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới nhất dành cho quý vị khán giả. Thưa quý vị, cập nhật các thông tin mới nhất về chiến sự tại Ukraina. Thông tin chiến trường Bakhmut mới nhất ngày mùng 5 tháng 5 cho biết, phía Ukraina đã đếm được hơn 40 quả đạn pháo 155 mm do lực lượng Nga bắn vào một khu vực nhỏ trên mặt đất trong vòng chưa đầy 30 phút. Binh sĩ Ukraina đang chiến đấu trên chiến trường Bakhmut. Yuri Sirotyuk cho biết, vì lực lượng Ukraine đang kiểm soát khu vực các tòa nhà nhiều tầng, lối vào phía tây nam thành phố, đường Bakhmut, Kostiantynivka và đang cố gắng giữ đường Bakhmut, Chasivya, nên quân đội Nga đang cố gắng cắt đứt các đường liên lạc này. Sirotiuk cho biết thêm, quân Nga đang cố gắng tấn công từ hướng Ivanovsky và chúng tôi liên tục đẩy lùi các cuộc tấn công dưới hỏa lực pháo binh rất mạnh. Một nguồn tin cho biết lữ đoàn của Ukraine đã đếm được hơn 40 quả đạn pháo 155mm do Nga bắn vào một khu vực nhỏ trên mặt đất trong vòng chưa đầy 30 phút. Binh sĩ trên còn thông tin, trời rất nóng, có lẽ nóng hơn cả địa ngục. Nga đang tỏ ra rất vội, họ có nhiệm vụ chiếm Bakhmut vào một ngày nào đó bằng bất cứ giá nào. Lực lượng Nga đang cố gắng phát hiện bất kỳ chuyển động nào của quân đội Ukraine và chỉ đạo hỏa lực pháo binh với sự trợ giúp của một số lượng lớn máy bay không người lái trinh sát Orlen. Trong khi đó, báo cáo của Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine mới đây cũng cho hay, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công hỗn hợp khác vào một số khu vực của Ukraine vào ngày thứ 435 của cuộc chiến. Các lực lượng Nga cũng cố gắng tiến về phía Bodanivka và Makove trên mặt trận Bakhmut và cải thiện các vị trí chiến thuật của họ trên mặt trận Marinka. Một quan chức Nga vừa thông tin với hãng tin TASS rằng mực nước cao kỷ lục có thể tràn ngập một con đập lớn ở miền nam Ukraine và làm hư hại các bộ phận của nhà máy điện hạt nhân Saporizhia do Nga kiểm soát cố vấn của Tổng giám đốc công ty năng lượng hạt nhân Rosenego Atom, Renat Kachaa cho biết, nếu đập Nova Cachoca bị vỡ, đường dây cáp điện cho các trạm bơm của nhà máy Zaporizhia sẽ bị ngập lụt. Ông chia sẻ với TASS, điều này sẽ tạo ra các vấn đề lớn đối với hoạt động của nhà máy và rủi ro đối với an toàn hạt nhân. Tháng 11 năm ngoái, sau khi lực lượng Nga rút còi thành phố Kherson, miền nam Ukraine gần đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy con đập mới bị hư hại đáng kể cả Nga và Ukraine đã cáo buộc nhau lên kế hoạch phá đập bằng cách sử dụng chất nổ. Thứ sẽ làm ngập phần lớn khu vực hạ lưu và có khả năng gây ra sự tàn phá lớn xung quanh Kherson. Những bình luận của cố vấn Kachaa thể hiện sự tương phản đáng kể so với những bình luận của các quan chức Ukraine vào cuối tháng 3. Những người nói rằng họ sợ cơ sở Zaporizhia có thể đối mặt với tình trạng thiếu nước để làm mát các lò phản ứng vào cuối mùa hè, vì lực lượng Nga đã xả nước ra khỏi hồ chứa cung cấp cho nhà máy. Quân đội Nga đã tiếp quản nhà máy khi họ giành quyền kiểm soát các vùng của Ukraine vào năm ngoái. Zaporizhia cũng là trung tâm của một cuộc khủng hoảng an ninh hạt nhân do các cuộc pháo kích gần như liên tục trong vùng lân cận mà Kiev và Moscow đổ lỗi cho nhau. Nhà máy Zaporizhia nằm tại miền nam Ukraine có 6 lò phản ứng làm mát bằng nước do Liên Xô thiết kế và xây dựng, từng cung cấp khoảng 1 phần 5 lượng điện cho Ukraine trước xung đột. Do các cuộc pháo kích gây mất điện, nhà máy đã nhiều lần phải vận hành máy phát điện dự phòng để duy trì hệ thống làm mát. Kính thưa quý vị, sau những căng thẳng gần đây, nhất là sau vụ UAV được cho là của Ukraine tấn công vào địa Kremlin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này và Mỹ cận kề một cuộc xung đột vũ trang và Moscow đang nỗ lực ngăn kịch bản này xảy ra. Thứ trưởng Ngoại giao Nga vừa thông tin trên kênh truyền hình Channel One, chúng tôi đang hành động để ngăn quan hệ với Mỹ rơi xuống vực thẳm xung đột vũ trang chúng tôi đang đứng cạnh bờ vực thẳm này. Theo ông Dryadkov, Nga và Mỹ vẫn liên lạc trong trường hợp cần thiết, bao gồm cả ở cấp cao. Ông Dryadkov còn cáo buộc giới chức Mỹ đang tìm cách lan truyền thông tin Washington không liên quan đến vụ tấn công địa Kremlin ở Moscow gần đây. Ông Dryadkov cho rằng Mỹ đang sử dụng con rối ở Kiev để thực hiện hành động khiêu khích nguy hiểm, tuyên bố Nga sẽ dùng mọi biện pháp sẵn có để chặn các mối đe dọa an ninh quốc gia, an ninh của Tổng thống và các lãnh đạo đất nước thứ trưởng ngoại giao nga bình luận sau khi người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cùng ngày nói mỹ là bên đứng sau trong vụ ukraine tấn công điện kremlin bằng uav nhưng không đưa ra bằng chứng ông peskov cho rằng mỹ đã chọn các mục tiêu và phương thức thực hiện để ukraine tấn công phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng john kirby khẳng định cáo buộc của nga là sai sự thật khi nói tôi có thể đảm bảo rằng mỹ không tham gia vào vụ này ông kirby bày tỏ thêm rằng Mỹ không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công bên ngoài biên giới. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov cho biết, nước này đã đào tạo 10.000 người điều khiển máy bay không người lái UAV trong khuôn khổ chương trình Army of Drone. Vừa qua trên sóng truyền hình, ông Fedorov cho biết, gần đây chúng tôi đã hoàn thành phần đầu tiên của dự án đào tạo người điều khiển UAV. Trong khuôn khổ dự án, quân đội Ukraine có kế hoạch thành lập 60 công ty điều hành UAV tấn công. Ukraine khẳng định UAV mang lại lợi thế cạnh tranh cho quân đội của họ. Nước này cũng thay đổi quy định để các nhà nhập khẩu UAV không phải trả thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Hôm 24 tháng 4, 100 UAV cảm tử do Ukraine sản xuất đã được gửi đến Bakhmut. Bộ trưởng Fedorov cho biết UAV là công nghệ quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Trong bài phát biểu gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Quân đội Ukraine đang ở vị thế tốt hơn nhiều so với đánh giá nêu trong tài liệu mật của lầu năm góc bị do gì? Washington Post dẫn lời ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông tin Ukraine cách đây một tháng, hai tháng, ba tháng không phải là Ukraine bây giờ xét về sức mạnh của họ để tiến hành một cuộc phản công và đối phó với Nga. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tin rằng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ bị nga kiểm soát bất chấp các thách thức quân sự. Nói cách khác, theo ông Blinken. Ukraine đang có vị thế để phản công tốt hơn nhiều so với đánh giá đưa ra trong tài liệu mật của Mỹ bị dò dỉ gần đây. Ông Blinken giải thích, các tài liệu mật đề cập đến các thách thức quân sự mà Kiev phải đối mặt, bao gồm vấn đề triển khai và duy trì lực lượng, chỉ phản ánh quan điểm vào thời điểm cụ thể, và điều này không phải là bất biến. Trả lời phỏng vấn Washington Post, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhấn mạnh, phương Tây đã cung cấp cho Ukraine một lượng lớn vũ khí và các khóa huấn luyện, Ông tin tưởng rằng Kiev sẽ thành công trong việc giành lại nhiều lãnh thổ hơn từ Nga. Giới chức Ukraine khẳng định, quân đội nước này đã sẵn sàng phản công sau khi tiếp nhận thêm vũ khí từ phương Tây. Hàng chục nghìn binh sĩ cũng được phương Tây huấn luyện. Mặc dù vậy, thời điểm và mặt trận phản công cụ thể chưa được tiết lộ. Trong khi đó, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Tập đoàn Quân sự Tư nhân Nga Wagner cho biết, quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công ở Bakhmut, miền Đông, với nhân lực và đạn dược không giới hạn. Theo tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa đưa ra vào ngày 5 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Tấn Cương khẳng định Trung Quốc sẽ kiên trì thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Tấn Cương cho biết Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Nga để có những đóng góp thiết thực cho giải pháp chính trị đối với cuộc khủng hoảng này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề cập cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tần Cương và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov diễn ra ngày 4 tháng 5 bên lề hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Gua, Ấn Độ. Trước đó, tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Trong đó, hai bên nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua đối thoại. Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Trung trong thời đại mới. Về vấn đề Ukraine, hai bên khẳng định cần tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của hiến trương Liên Hợp Quốc cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế. Quân đội Nga vừa tiến hành buổi tổng duyệt nhằm chuẩn bị cho chương trình lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, trong bối cảnh an ninh được thắt chặt sau vụ việc UAV tấn công địa Kremlin. Vào chiều và tối mùng 4 tháng 5 theo giờ địa phương, nhiều binh sĩ cùng các trang thiết bị quân sự hiện đại bậc nhất của quân đội Nga đã được tập trung về khu vực Quảng Trường Đỏ ở thủ đô Moscow nhằm tiến hành tổng duyệt cho lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng dự kiến diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 5 tới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tham dự lễ duyệt binh năm nay sẽ có hơn 10.000 binh sĩ tới từ tất cả các quân binh chủng của quân đội Nga. Cùng với đó, khoảng 125 phương tiện chiến đấu trong đó có cả các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa uy lực nhất của Moscow cũng sẽ tham gia duyệt binh theo ghi nhận tại Moscow an ninh của buổi tổng duyệt đã được tăng cường sau sự cố hai máy bay không người lái UAV lao vào địa Kremlin và phát nổ hôm 3 tháng 5 lễ duyệt binh vào ngày 9 tháng 5 tới sẽ là sự kiện kỷ niệm 78 năm ngày Liên Xô giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai sự kiện này sẽ có sự tham gia của Tổng thống Vladimir Putin cùng đông đảo các quan chức cấp cao của Nga cũng như quan khách quốc tế. Ngoài duyệt binh chính ở Moscow, các lễ duyệt binh với quy mô nhỏ hơn cũng sẽ diễn ra ở nhiều thành phố khác của Nga từ Vladivostok đến Kaliningrad. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý hai ngày trước lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam tại tu viện Westminster vào ngày 6 tháng 5. Vợ chồng Thái tử William thực hiện chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị cho buổi lễ, dành thời gian trò chuyện với người dân, du khách ở khu giải trí Soho nhộn nhịp của thủ đô. Vương Phi kết diện áo khoác ngoài màu đỏ tươi, vải trắng sơ mi có khuy và nơ màu xanh tím than bên trong, phù hợp với quốc kỳ Anh trang trí khắp đường phố London. Các món đồ này đều do các nhà thiết kế London sáng tạo. Theo các chuyên gia, Vương phi kết dường như đang áp dụng cách diện trang phục quen thuộc của nữ hoàng Elizabeth để nhị, đó là lựa chọn những màu rực rỡ để trở nên nổi bật giữa đám đông tại các sự kiện công cộng. Vợ chồng thái tử William ngồi tàu điện ngầm tuyến Elizabeth, tuyến mới nhất của hệ thống đường sắt London, được đặt theo tên của cố nữ hoàng. Sau đó dừng lại ở quán bar lâu đời Dock and Duck. Hàng trăm người hâm mộ và du khách nước ngoài đã xếp hàng dài ở Soho với hy vọng nhìn thấy gia đình William, bắt tay hoặc trò chuyện với họ. Kết cho hay, con trai cả, hoàng tử George, vô cùng háo hức. Cậu bé 9 tuổi là người thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng sau bố. Dự kiến sẽ nâng áo choàng cho vua Charles để Tam trong buổi lễ đăng quang. George và hai em đã cùng gia đình tham gia buổi tổng duyệt cho lễ đăng quang hôm mùng 3 tháng 5. Nước Anh đang gấp rút chuẩn bị cho lễ đăng quang đầu tiên kể từ khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lên ngôi 70 năm trước. Khoảng 100 nguyên thủ và quan chức từ 200 quốc gia vùng lãnh thổ cùng hàng trăm nghìn du khách dự kiến tới London tham gia sự kiện lịch sử này. Nhiều người đã cắm trại gần cung điện Buckingham để chiếm vị trí đẹp nhất xem lễ diễu hành của nhà vua. Người dân châu Âu cử tiết kiệm đang rút khá nhiều tiền của họ từ ngân hàng. Đơn cử tại Anh, khách hàng của ngân hàng NatWest đã rút 11,1 tỷ bảng trong 3 tháng đầu năm. Ngân hàng Barclays và Lloyds ghi nhận mức giảm lần lượt là 5 tỷ và 2,2 tỷ bảng Anh. Tiền gửi tại HSBC không bao gồm dòng tiền vào một lần đã giảm 10 tỷ đô la xuống còn 1,6 nghìn tỷ đô la. Dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Đức cũng cho thấy tiền gửi của các hộ gia đình đã giảm gần 8% so với một năm trước đó. Ngân hàng BNP Paribas của Pháp cũng ghi nhận mức giảm tiền gửi khiêm tốn trong quý đầu tiên. Hãng thông tấn Reuters đánh giá di biến này cho thấy một hiện tượng được gọi là banh quắc, dòng tiền mặt của khách hàng chảy ra chậm nhưng đáng chú ý. Giáo sư Nicola Marinelli tại Đại học Regents University London đánh giá, các ngân hàng truyền thống cần quyết định xem có nên tối đa hóa lợi nhuận của họ bằng cách giữ lãi suất tiền gửi càng thấp càng tốt, hay ưu tiên tính thanh khoản và sự ổn định của họ bằng cách tăng lãi suất và giữ lại tiền của khách hàng. Reuters cho biết, các quỹ thị trường tiền tệ đang phổ biến hơn đối với những người gửi tiết kiệm muốn tăng lợi nhuận từ tiền gửi của họ khi mức lạm phát cao vẫn tiếp diễn. Dữ liệu từ công ty Refinitiv Lipper của Mỹ cho thấy hơn 34 tỷ euro, tương đương 37,6 tỷ đô la Mỹ, lưu lượng thực và các quỹ thị trường tiền tệ châu Âu trong tháng 3. Loại quỹ này đã tăng trị giá hơn 1,4 nghìn tỷ euro vào cuối năm 2022, mặc dù nó vẫn còn rất nhỏ so với 9,45 nghìn tỷ euro được giữ trong tài khoản vãng lai tại các ngân hàng trên toàn khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Ông Andy Hanford, giám đốc tài chính của Standard Chartered nhận định với Reuters rằng ông nghĩ mọi người cuối cùng sẽ ưu tiên an toàn hơn là lãi. Ông nói, chúng ta sẽ thấy mọi người gửi tiền của họ ở nơi an toàn. Trong một diễn biến khác, vào tối mùng 4 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB đã công bố quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,25%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 7 liên tiếp của ECB kể từ tháng 7 năm 2022 để ứng phó với lạm phát cao kéo dài. Các số liệu mới nhất được cơ quan thống kê Châu Âu Eurostat công bố cho thấy tỷ lệ lạm phát tại Eurozone trong tháng 3 ở mức tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ả Rập Xê Út ngày 4 tháng 5 quyết định giảm giá bán chính thức đối với dầu thô Ả Rập Lai cho các quốc gia châu Á. Theo quyết định có hiệu lực từ tháng 6 tới, giá dầu thô Ả Rập Lai sẽ giảm 0,25 đô la một thùng. Động thái này cho thấy nhu cầu của châu Á đối với dầu mỏ của Ả Rập Xê Út đang có xu hướng giảm. Biến động giá dầu thô của Ả Rập Xê Út luôn được thị trường quốc tế theo dõi chặt chẽ bởi mọi quyết định của Riyadh đều tác động tới giá dầu thô thế giới. Đầu hàng tháng, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco thường công bố giá áp dụng cho dầu được sao vào tháng tiếp theo. Hiện Ả Rập Xê Út đang phải cạnh tranh với nguồn cung dầu thô giá rẻ của Nga tại thị trường Ấn Độ và Trung Quốc. Mới đây, cùng với tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng đã giảm sản lượng thêm tổng cộng 1,6 triệu thùng dầu một ngày để kéo giá năng lượng đi lên bất chấp những lo ngại của Mỹ về nguy cơ lạm phát. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh YouTube Thế Giới Nghiêng để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tình hình quốc tế. Và cũng đừng quên để lại bình luận về những vấn đề mà quý vị và các bạn mong muốn chúng tôi đề cập tới trong những video tiếp theo. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!